Theo ước tính, Việt Nam có khoảng 1 triệu ca thăm khám chữa sinh lý nam giới mỗi năm, trong đó hơn 80% là đàn ông ở độ tuổi trên 30. Đáng báo động hơn là tình trạng này đang có dấu hiệu tăng lên và ngày càng trẻ hóa. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là thiếu hụt testosterone. Mới đây, các nhà khoa học đã chiết xuat thành công hoạt chất quý Murapuama ở vùng Amazon trong viên sủi Estromen, hỗ trợ tăng cường sức khỏe sinh lý nam giới, từ đó cải thiện đời sống hôn nhân. Chúng tôi đánh giá là cái sản phẩm Estromen có những cái ưu điểm, tập trung vào cái mấy điểm. Và thứ nhất là nó giải quyết được, nó kích thích cái hormone và sinh ra hormone testosterone tự nhiên, hormone nam giới. Và nó tạo ra người ta có cảm giác hưng khẩn phấn. Và chính vì vậy cái hiệu quả của nó đến từ rất là nhiều các cái tác dụng khác nhau trên đối với cơ thể, đối với sức khỏe của đàn ông. Và vì vậy cái này nó đem lại hiệu quả cũng như tính an toàn.